Thực ra anh nghĩ là có áp lực chứ, bởi vì là nó gần như kiểu là anh không biết mọi người như nào, nhưng mà anh gần như đã phải trải qua một thời gian có cảm giác là chứng sợ đến trường. Anh không biết mọi người như nào, nhưng mà anh thực sự như thế. Tức là bởi vì là có những hôm anh nghĩ rằng là nếu anh thưa là thời điểm đấy là anh sẽ bị một cái áp lực là nếu như mà anh không không đeo khẩu trang thì sẽ không đến trường. Thời điểm đấy thì chưa Covid, thì bây giờ thì cái việc đeo khẩu trang nó được rất bình thường, nhưng thời điểm đấy anh đã nghĩ rằng là nếu đến lớp đến trường anh bắt buộc đeo khẩu trang này để không ai biết anh là ai cả, bởi vì lúc đấy là mình đã đi theo một cái lựa chọn định hướng hoàn toàn khác rồi, mình không còn yêu thích cái công việc này nữa. Thêm lúc đấy thì mình cũng được nhiều người gọi là cũng được một vài người biết đến mình, nên mình càng không thích là mình có một cái hình ảnh là một người học 6 năm mới ra trường với mọi người. Thế nên là mình cũng gặp một cái áp lực nào đấy mỗi lần mà mình đến trường vào thời điểm đấy, thì anh cảm thấy khá là khó để có thể bước được chân đến trường nếu như không đeo khẩu trang. Thời điểm sau đấy thì lại dễ dàng hơn, là bởi vì chúng ta có Covid. À, cái này thì không hẳn là điều tích cực lắm, nhưng mà với cá nhân của anh thì nó lại là một cái định hướng cho anh, nó lại là một cái cách cứu anh là mình học online ở nhà. Thì anh có, tức là mình chủ động hơn mà thời gian là đầu tiên này, và thứ hai là mình dễ dàng trong quá trình học tập của mình hơn. Đấy, thì nó lại là một cái khá là ok với cả anh nghĩ là như thế. Anh thích học online, không biết mọi người như nào, nhưng anh rất thích học online. Và đấy, rất là may mắn là đã ra được trường. Còn cái câu chuyện là áp lực về mặt gọi là thời gian này các thứ kia, thì anh nghĩ là nó sẽ gặp nhiều hơn, nó kiểu là về mặt áp lực hay gọi là peer pressure, đúng không? Đấy, thì bởi vì những người bạn của mình á, họ đã ra trường trước anh 2 năm rồi, và họ họ làm rất đúng ngành đúng nghề. Thì những bạn bè của anh ra trường á, họ đều được, tức là nếu học đúng theo ngành nghề thì ra trường đều được định hướng là những chuyên gia về tài chính, những chuyên gia về tài chính, và những người làm phân tích kỹ thuật rồi ngân hàng thứ kia rất là cao siêu, thì mức lương của các bạn ấy kiếm được rất cao. Thứ hai là cái con đường nó gọi là cái gì nhỉ, gọi là nó gọi là gì, Pat. cái gì ạ Pat. không 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 Pat. cái gì nhỉ, cái công việc họ mà kiểu tương lai phát triển nó gọi cái gì nhỉ, à thăng tiến, đúng rồi đấy. Tức là cái con đường thăng tiến của họ rất rõ ràng là đấy, cứ làm như thế nào sẽ được lên chức này rồi đấy, như thế kia. Có rõ ràng là mình là một người làm trong 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 công việc truyền thông, là người dẫn chương trình, thì đâu cái sự thăng chức nào của em rõ ràng, đúng không? Cái học báo anh nghĩ cũng như thế, cũng sẽ kiểu như thế, đến một cái mức độ ấy thôi. Mình có thể là người phát triển sớm hơn họ, tức là khi mà năm 2, năm 3 mình đã bắt đầu đi làm rồi, mình đã đi ra chương trình rồi, thì có thể là mình kiếm thu Apple nhập sớm quốc hơn họ này mọi người đấy, nhưng họ lại có được cái sự ổn định hơn mình. của Và đến chị này cái thời mọi điểm mà người anh bắt đầu vẫn còn đang học đại học 2 năm bù á, thì các bạn anh đã ra trường và kiếm được thu nhập rất cao rồi đó, ổn định, anh có thể dùng từ là ổn định, thì mình cũng sẽ gặp áp lực với những cái trường hợp như thế. Tại sao các bạn thành công sớm thế, các bạn có nhiều tiền thế, các bạn có thu nhập cao thế, còn mình thì vẫn đang lông bông học trường đại học. Các bạn luôn luôn hỏi anh rằng là mỗi anh gặp một áp lực nữa là đấy, là các bạn luôn luôn hỏi anh là ê mày đã ra trường chưa. Nên là đã có một thời gian anh không, tức là hầu như là không giao lưu với cả nhóm bạn đại học của anh, bởi vì là anh hứa bọn nó là bao giờ tao ra trường tao sẽ quay lại chơi bọn mày. Còn tức là bọn nó rủ anh nào là chụp kỷ yếu này, nào là nói chung rất là nhiều thứ, nhưng anh hoàn toàn không không tham gia vào những cuộc vui đấy, bởi vì anh cảm giác là lúc ấy mình áp lực, nên là anh cảm giác là anh hơi thua kém họ, mày không thích được đấy đó. Thế là anh gần như là một thời gian anh không hề chơi với các bạn thời điểm đại học, thời đại học của anh.